vị trò chơi thứ ba của bảy nụ cười sơn. Trong đội mình sẽ có một người làm cái trụ tại vị trí quy định. Dạ. Những người còn lại lùm những cái phao này về trong vào cái trụ. Trụ nào cao hơn đội đó thắng. Vậy là phải chọn người cao nhất trong đội. Chưa chắc, chưa chắc. Ốm nhất. Ốm và cao thì hợp lý. Bên đây chọn ai? Cao hơn em. Bên đây chọn ai? Lan Ngọc. Mời vào vị trí. Go. Hey, một đứa đứng thôi, tôi gom về tôi đưa cho. Ok, vậy bỏ ra. Đưa cái lớn trước, đưa cái lớn trước, đưa cái lớn trước, lấy cái lớn trước, lấy cái lớn trước. Sai rồi, cái lớn sai rồi. Ai da, ai da. Cướp mặt của mình đó. Ê. Đâu ra vậy? Đi ra. Ê. Giữ rồi. Trong thời gian còn mà đội mình ngã là khả năng thua cao nha. Đây, qua đây luôn, qua đây. Anh Vinh. Hả? Anh Vinh kìa. Anh Vinh kìa. Trời ơi. Trời ơi. Đỡ chị vậy. Trời ơi. Chị vậy. Tụi đi đứng đó làm cái gì? Đỡ em vậy. Trời. Coi chừng, từ từ. Thấy ghê quá. Thôi mà. Thôi chị ơi. Thôi em không thôi. Thôi mà. Thôi quá. Thôi quá. Bắt Vinh lại. Mệt quá. Mệt thì buông đi. Không anh năng nỉ. Đây nó bỏ vô kìa. Ngọc quá, bỏ ra qua. Hả gì anh? Quá bỏ ra đi cho 50. Đẩy chị Ngọc kìa. Đẩy Ngọc kìa em ơi, mệt quá. Hết giờ. 10. Ủa chị có giờ gì vậy? 8. Chết rồi. 7. 6. 5. 4. Chết em ơi. 3. 2. 1. Trời tạo nghiệp cho em luôn á. Hết giờ. Bây giờ như vậy thưa quý vị thân mến, là chúng tôi quy định là cái cây đứng và bỏ cái phao vào thì mới là tính. Bây giờ cây nằm không kéo vô, kéo vô thì biết đâu rồi mà tính. Bây giờ chúng ta có một luật chơi mới, tiếng luật sẽ đứng trong cái phao này. Đứng vào ạ. Có nghĩa là gì? Không được di chuyển. Cái tay có quyền di chuyển. Chúng ta có 10 phao, đội nào nhiều hơn đội đó thắng. Sắm xì đi coi người nào thi trước. Ủa đứng sao chẳng tưởng chơi trước? À, không phải, tôi là đứng sẵn rồi. Casting thôi, tôi casting thôi. 2 3. Sao? Trước hẳn như vậy. Thắng chơi trước quyền, thắng quyền. Ủa thắng có quyền quyết định. Không, thắng chơi trước đi, game này là chơi trước lợi thế. Tin anh, tin anh. Không, em không tin anh nữa. Tin anh. Thắng lợi thế. Chị cứ quăng đi anh luật anh hứng cho. Không. Hứng cho. Một cái. Ủa có vô không? Ngang á, cái tầm ngang á đừng bỏng quá. Hai. Thôi đổi tay đi à, thú vị quá. Anh em mình hiểu nhau không? Vô. Đây thì đổi tay cho có lấy ra nha. Vô. Hai. Tới luôn em ơi. Năm. Hay quá. Đổi tay. Lấy ra chơi làm gì? 7 Chết rồi, chết rồi kia rồi. 8 Mấy rồi? 8. Hai cái nữa. Đây rồi nè, tôi có quyền lấy ra chưa? Chưa luôn. Cái này em vô cái đầu anh nha. Cái nào không được. Hạ cái tay xuống em. Không, vô cái đầu nè. Cái tay thôi. Chết. Tay này. Nhẹ nhàng thôi nè. Hai cái của em bị hư đó, hai cái
gái của em đó. Sau 10 lượt ném đội chủ lực mang về 8 cái phao, xin chúc mừng. Hai cái nữa thì em chồng ở đâu anh bước lại cho tôi. Cái này là tôi tính toán đúng quá trời. Anh bước lại hai cái nữa thì chồng ở đâu em thấy. Cái chân anh giơ một chân lên. Anh cái này làm cho đời nể luôn nè. Ok em. À cái tay xuống em vô cái đầu anh luôn. Rồi ok em. Rồi vô cái đầu luôn. Nhả cái đầu ra từ từ nè. Rồi. Nhón lên cho nó. Nó dễ, nó có độ chân tuột nó dễ vô nè. Sam thấy nghi vô mũi quá nè. Đó. Một cái nữa, còn một cái nữa mà đúng không? Trừ 2 điểm đi. Đó. Rồi anh chơi. Đội tiếp theo xin mời, 10 cái, chúng ta phải 9 cái thì mới chiến thắng nha. Ok, từ cho chị, từ cho chị, từ từ thôi nha. Đó, đó, dạ đó. Ủa, Thiên Ngân ơi, tôi hận em quá Thiên Ngân ơi. Mà 2 cái kia cũng đâu có vô được. Cái tay anh Vinh vậy, wow, tay anh. Wow. Anh nhìn cái tay người ta kìa. Đó. Ủa, cho đổi tay hả? Được, 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 được. Ủa, sao dễ dàng quá vậy? Ủa, sao dễ dàng quá vậy? Sao cái tay của anh nó ngắn như vậy anh được? Em đẩy em một chút. Tay đầy rồi, nguy hiểm nha, nguy hiểm nha. Rớt là tên là đâu có tính đâu không? Ôi trời ơi. 6. Rồi xong khô luôn rồi. Không phê một cái nào luôn á. Ê đập bút kìa. Ủa nó khác nhau gì? 7. Trời ơi ngồi. Chưa chưa xong. từ. Tôi thấy xong rồi. Đó. 3. Rồi quê đó. Đây, đây, bây đây. Giờ là chỉ cần một cái nữa là chiến thắng. Tôi cần tháo ra bốt mình. Quy định là bấm bàn tay, người ta có quyền giữ lại chứ. Thôi. Em không. Thấy một cái là đời nể nè. Mất. Mất. Anh thấy tay người ta dài không? Anh thấy tay người ta dài chưa? Không phải là cây người ta dài tại vì hả, đội người ta thảy hai cái đầu không có hư. Đúng rồi. Nói chung là ở trò chơi này đội màu hồng thắng, tỷ số hiện tại là 2-1. Yeah. Trời ơi, mừng hả, thắng thì cũng như thua thôi. Sao mà thua được, thắng là thắng chứ. Có ai nhẹ không, có ai thách đấu gì không? Em thách đấu. Giờ không đứng nên nằm. Đúng, nằm xài chân. Em thách đấu à. Rồi. Chơi. Nếu thua thì sao? Thua là bây giờ. Chịu hết. Thua chịu hết. Một bên kia muốn cái gì em chấp nhận hết. Rồi, ok, ok. Đặt, em được đấu dài, em muốn. Ngọc thua. Quá. Mỗi người 10 cái nha. Đừng thấy gì. Lấy cái bự á, lấy cái bự. Thấy gì nè, ừ, quăng gì nè. Chắc thua. Trời bớt bớt lại. Sức không có mà. Ủa sao có chân trái không xài? Trời ơi, cố gắng. Cái giò này bị liệt cái gì vậy? Rất có cố gắng không? Chân trái không có hưởng. Người ta thấy thấy ở chân trái rồi. Dập bẻ. Dập bẻ rồi. Đó là chờ. Quẹo chuột rút. Ngược lại. Đúng rồi. Dập bẻ ra chưa ta? Rồi, hết rồi. Bớt lại nha. Chết rồi. Ba cái nha mọi người. Ba cái ba rồi. Chân bớt. Hey. Chân bớt. Hey. Cái này hay nha. Rất đẹp luôn. Em tìm được nguyên lý nữa rồi. Mày tìm nguyên lý sao người ta giờ bẻ luôn đó. Thấy chưa? Em quen đổi chân đúng không? Ok. Càng ngày cái biên độ giữa hai chân nó càng rộng. Năm rồi đó. Trời. Bại quá. Ráng lên, ráng lên. Ráng chị để em thảy bè lẹ. Hay quá. Hay quá. Ôi, chết em. Còn một cái gán đi, dập bẻ tới nơi rồi. Rồi xong cái này là vô sùng chính luôn. Này chụp đi rớt cái chân này cái rớt thì không tính rồi, cái này chụp bỏ ra luôn. Đúng. Dạ. Trời ơi, 5, 4, 5. Em đố qua vô được 5 cái á. Em lùng rồi cho em xích lại cái đi. Không, quan trọng là người ném giỏi là được. Trời, cái chân thấy ghét không? Sợ quá. Nhanh đi dạ. Dần mà nhỏ xíu à. Trời ơi, sao cô.
Trời ơi Ngọc ơi, quá đúng giá. Không có quạo. Cái này chơi phụ thôi mà. Em phải thắng, bởi vì Phát nói là chơi thắng phát cái gì cũng được. Chơi thua là bị phạt chung với tụi tôi đó, chứ đừng có giỡn. Đừng có giỡn. Đó. Đó. Rồi. Ngon liền. Rồi. Có quyền lấy ra một chân. Không được. Chủ quyền á. Có quyền bổ. Được rồi. Cái giọng của này là sao? Nó đỡ lực hai chân luôn, quá hay luôn trời. Trời ơi. Trời ơi. Một cái là quyền. Một cái là thắng. Quá. Quá. Rồi. Trên 6 lần thắng rồi, nhưng chơi cho đời nữa. Ôi chơi đời nữa em. Hai cái nữa. Vô đâu, Không Wow. 7 trên 10, chiến thắng Thủy Ngân và tỷ số hiện tại là 2-1, nghiêng về đội màu hồng. Tội nghiệp con mèo quá. Ổn không em, ổn không? Gần đưa lắm. Ổn không, ổn không? Tại vì cũng hơi bự con đó, lên đưa cái đó. Thôi ngồi đi bác. Đứng lên mình chơi đá gà nè. Thôi bây giờ giúp đỡ ekip đi em. Lên vai anh nè, để cho anh Giang anh chào cái đi rồi vô ngay. Để cho không gian nó bình tĩnh lại, chúng ta đến với gia đình Bảy Nụ để xem ngày hôm nay chuyện gì sẽ xảy ra.